Ngày 24, Đức Mẹ Các Ẩn Sĩ, Thụy Sĩ. Trong chương 2 Phúc Âm Thánh Luca có 3 chỗ mô tả Đức Maria là một người nữ đầy đức tin, người đã chứng kiến, ghi nhớ và suy niệm ý nghĩa các biến cố trong giai đoạn thơ ấu của Chúa Giêsu. Những biến cố ấy là việc các mục đồng đến kính viếng hài nhi Giêsu vừa chào đời nơi hang đá, cuộc gặp gỡ của Simeon và lời tiên báo của ông khi hiến dâng con trẻ Giêsu tại đền thờ, và việc tìm thấy trẻ Giêsu ở Jerusalem, nơi người tạm xa mẹ Maria và thánh Giuse để ở lại nhà cha của người. Đức Maria đã ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Đức Maria là một con người chiêm niệm. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, việc suy niệm dần dần đưa mẹ đến sự hiểu biết đầy đủ về các mầu nhiệm của thân vị và sứ mạng của Chúa Giêsu. Tương tự, việc chiêm niệm và suy tư cũng có thể đưa chúng ta đến chỗ hiểu biết và trân trọng sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Mẹ là trạng sư cho các tội nhân. Félicien A. Fouy, OFM.